Workshop Endo Excellence sẽ được diễn ra tại khách sạn Novotel. Các bác đã biết gì về khách sạn này chưa? Hãy cùng em Thùy Linh check ngay trong video này nhé. Ngay khi vừa bước vào sảnh, các bác sẽ được đội lễ tân xinh đẹp của khách sạn chào đón nồng nhiệt. Nếu các bác muốn dừng chân để chờ bạn bè và đồng nghiệp thì có thể ghé qua khu vực cà phê ngay ở dưới sảnh. Cùng theo chân em đi khám phá không gian workshop nhé. Đây chính là khu vực đón tiếp tầng 3. Các bác sẽ được nhân viên hỗ trợ đưa từ sảnh lên trên này để đăng ký tham gia workshop. Hoặc là nếu như các bác có vấn đề gì thì có thể liên hệ các bạn nhân viên ở đây để được hỗ trợ kịp thời. Đây chính là khu vực đặt backroom. Thì từ 8 giờ đến 8:30 thì các bác sẽ được nhân viên hỗ trợ check-in tại khu vực này. Ngoài ra thì các bác sẽ có 15 phút nghỉ giải lao giữa buổi. Các bác sẽ thưởng trà và ăn bánh tại đây. Đây chính là không gian diễn ra workshop Endo Excellence tháng 9 tới đây. Với sức chứa hàng trăm người, được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng tiêu chuẩn. Xung quanh là hệ thống cửa kính với rèm che tiện lợi, vừa đảm bảo ánh sáng khi học, vừa giúp cho không gian thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, khách sạn có hệ thống màn chiếu được đầu tư đến 100 triệu đồng, cho ra hình ảnh sắc nét và chân thực. Sau một buổi học tập và trao đổi khá là dài, cũng đã đến lúc nghỉ trưa. Mời các bác theo chân em Linh đi đến khu vực ăn trưa nhé. Đây chính là không gian Food Exchange của khách sạn. Đây là khu vực bàn ăn, các bác sẽ được nhân viên hỗ trợ ổn định chỗ ngồi. Còn đây là quầy buffet với đầy đủ các món ăn, đồ uống đến từ Âu, Á. Thiết kế không gian bếp mở mang đến không gian thân thiện và thoải mái. Các bác vừa được thưởng thức nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau, vừa được chiêm ngưỡng kỹ thuật điêu luyện từ những vị đầu bếp tài ba. Ngay bây giờ, em sẽ chia sẻ lịch trình chi tiết của buổi workshop diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới đây. Cùng với sự tham gia của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nội nha, Dr. Jay, workshop lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho các bác những kiến thức và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực nội nha. Bảo tồn và tái sinh nội nha đang là xu hướng trong tương lai. Các bác đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn cũng như mở rộng các mối quan hệ. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia workshop bằng cách liên hệ đến hotline của anh và em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào ngày 24 tháng 9 tới đây tại Hà Nội nhé.